Xin chào bà con, thì trên tay mình đó là hai quả chanh, một quả chanh Úc và một quả chanh Đài Loan. Thì hôm nay mình sẽ quay cái clip để so sánh hai cái quả chanh này cho bà con xem. Thứ nhất là chanh Úc đây, quả rất là to, đều và đẹp, trái rất là to nè. Thì đây là quả chanh Đài Loan. Thì so sánh nhìn giữa hai quả chanh thì bà con thấy nó khác hẳn rồi, một trời một vực. Nhưng mà chúng ta quan trọng thứ nhất là cái chất lượng, thứ hai là cái sản phẩm. Thì cái về cái chất lượng nhìn thì cái chanh Úc này rất là to và đẹp, chanh Đài Loan trái rất nhỏ nhưng vỏ cứng hơn, vỏ thì thằng Úc này có vẻ hơi mềm hơn Loan này. Rồi mình sẽ bắt đầu tiến bước thứ hai là mình sẽ cắt ruột cho bà con xem. Thứ nhất mình sẽ cắt cái quả chanh Úc. Đây, đây là quả chanh Úc đây, mình sẽ cắt cho bà con xem đây. Mình cắt rất là từ từ cho bà con xem. Đây, vỏ rất là dày, rất là dày, cơm rất là ít, bà con nhìn vỏ rất là dày. Cái thứ hai đó là mình tiến hành cào ra nước này, vỏ rất là dày. Vỏ rất là dày nè, các bạn xem nè, dày tới 1 cm, gần 1 cm luôn, rất là dày. Rất là dày. Rồi thứ hai là tiến hành mình cắt bên cái chanh Đài Loan cho bà con xem nè. Đây là chanh Đài Loan, vỏ rất là mỏng này. Đây, con xem này, phần rất là mỏng này, khác hẳn nhau này. Đó là về phần vỏ. Thứ hai là về phần nước, mình sẽ cào cho bà con xem. Đây là phần của chanh Đài Loan. Về nước thì đây, con xem này. Đặc, rất là đặc, hương vị rất là thơm, rất là thơm. Còn cái đây là Đài Loan, con xem này, rất quẹo, rất là quẹo. Thì qua clip này á, thì mình quay cho bà con xem và nhận biết về cái chanh dây Đài Loan và chanh dây Úc để bà con hiểu về cái việc mua giống như thế nào. Hai cái chanh rất là khác hẳn, cái độ sâu của cái trái này á không bằng độ sâu của cái này. Con xem đó, rất là rõ ràng luôn. Hai ly nè, đây là hai cái chanh rất là rõ ràng. Thì với clip này mình sẽ quay để so sánh cho bà con về cái chất lượng của chanh Úc và chanh Đài Loan. Thì một lửa bà con có lòng đăng ký kênh để theo dõi các cái video tiếp theo của trái cây trong vùng Đắk Lắk. Và hiện giờ thì cũng đang tới mùa mưa rồi, nên mình khuyên bà con á, ai có nhu cầu mà phòng bệnh á, thì phòng bệnh lúc nào trước khi trời chuẩn bị mưa, đừng để trời bắt đầu đổ mưa thì dịch bệnh cái này hại rất là nhiều trên dây. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi clip này.